Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin98, bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví multi-chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X, và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coin98. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay đó là ngày lễ tại Hoa Kỳ, là ngày thứ hai. Hôm nay là ngày 5 tháng 9, có nghĩa là ngày lễ Labor Day, ngày lễ lao động ở Hoa Kỳ. Cho nên các bạn thấy hôm nay cũng không có nhiều cái thông tin, nhưng mà cũng một số những tài liệu rất là nổi bật thường muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà nếu các bạn nhìn thấy được là chứng khoán hôm nay cũng không mở cửa, tại vì hôm nay là lễ mà, và Thuận cũng tranh thủ làm video sớm hơn thường lệ, tại vì hôm nay công ty của Thuận cũng nghỉ. Và hôm nay là cái ngày mà phần lớn mọi người sẽ barbecue, có nghĩa là họ sẽ nấu ở nhà, ở ngoài sân vườn, tại vì hôm nay là ngày lễ và mọi người tụ tập với nhau. Nhưng mà hôm nay cũng rất là nóng, và cuối tuần này Cali lên là cả 100 độ F luôn các bạn, có nghĩa là tính theo độ C đó, nhưng mà nào mà ở Việt Nam đó thì là khoảng 37-38 độ, rất là nóng. Và Thuận sống ở Cali cũng đã nhiều năm rồi, lâu lắm rồi mới thấy Cali nóng như vậy, mà nóng nhiều ngày liên tục. Và như mà nào mà theo dõi kênh này từ lúc mà Thuận có kênh năm 2007 tới bây giờ đó, các bạn có biết là Thuận sống ở rất nhiều nơi ở nước Mỹ này. Thuận qua Mỹ đó là năm 1998, lúc đó Thuận chỉ có 13 tuổi mà thôi, bây giờ Thuận đã 38 tuổi rồi. Có nghĩa là Thuận ở nước Mỹ này đã 25 năm rồi. Và phần lớn đó thì Thuận sống ở Cali, nhưng mà Thuận cũng hơi chán Cali rồi. Cho nên Thuận sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Rất nhiều bạn hay hỏi Thuận về những cái thông tin cá nhân, thì Thuận cũng không muốn chia sẻ quá nhiều trên kênh này, tại vì kênh này đã chủ yếu là Thuận muốn chia sẻ về tình hình tài chính và crypto, cho nên cũng rất ít nói về cá nhân của Thuận. Thuận sẽ chia sẻ thêm khi mà có dịp với các bạn. Nhưng mà nào mà theo dõi Thuận từ khi có kênh tới bây giờ, các bạn cũng đã nhớ là đây là cái căn nhà thứ tư mà các bạn đã thấy Thuận sống rồi, tại vì Thuận thì cũng đổi nơi sống thường xuyên trong vòng mấy năm qua. Các bạn cũng đã nhớ là Thuận sống ở Cincinnati, Ohio khoảng chừng 6 tháng, rồi Thuận sống ở Minneapolis khoảng chừng 6 tháng, rồi sau đó Thuận sống ở New York, Downtown rồi Midtown hầu như là cả năm luôn, trước khi mà Thuận trở về Cali. Và trước đó là Thuận sống ở quận Ventura, rồi bây giờ là Thuận chuyển qua sống ở quận Cam chỉ trong vòng có 3 năm mà thôi. Nhưng mà Cali thì cũng có một số những cái vấn đề. Thứ nhất là liên quan đến thuế tiểu bang, thứ hai đó là một số những vấn đề của Cali, cho nên Thuận cũng hơi chán rồi. Thuận sẽ chia sẻ thêm với các bạn trong tương lai nếu như mà Thuận có ý định dọn đi một nơi khác. Nhưng mà chúng ta hãy nói tới thị trường tài chính đi. Thì các bạn thấy là hôm nay chứng khoán không có mở cửa, thì cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay các bạn sẽ thấy được, đó chính là thông tin liên quan đến nước Anh đã có một thủ tướng mới. Thì vấn đề này đó là liên quan đến cái vụ mà scandal với thủ tướng cũ của nước Anh, rồi người đó sẽ từ chức, có nghĩa là thủ tướng hiện giờ của nước Anh là Boris Johnson sẽ từ chức, và nước Anh có cái thủ tướng mới. Và điều này có nghĩa là gì và liên quan đến crypto, thì sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa. Về tình hình của crypto đó thì chúng ta sẽ thấy là không có nhiều động thái trong cuối tuần này. Giá của Bitcoin đó thì cũng không có gì thay đổi so với lại ngày hôm qua. Và nếu như các bạn nhìn vào cả thị trường crypto đó thì vốn hóa ngay thời điểm này đó thì cũng không có nhiều sự thay đổi. Các bạn thấy được là vốn hóa bây giờ là hơn 1.000 tỷ đô la một chút. Nói chung là trong vòng 24 giờ qua đó vốn hóa không có sự thay đổi luôn. BTC thì phần trăm nó vẫn đang trên con đường đi xuống một chút ở mức là 37%, Ethereum là 18.7%. Còn về giá thì các bạn đã thấy rồi, BTC thì so với giá ngày hôm qua thì cũng không gì thay đổi. Ethereum thì cũng tương tự, tăng 1,3% mà thôi. Trong cái đồng lớn đó, trong top 100 đó, thì đồng mà có sự tăng trưởng nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua chúng ta có DeFi Chain và Ethereum Classic. Thì về Ethereum Classic tôi cũng có nhiều bạn hỏi Thuận, thì Thuận nghĩ là lý do tại sao chúng ta thấy là gần đây có cái sự quan tâm đến Ethereum Classic, tại vì chúng ta cũng đã biết là Ethereum chuẩn bị chuyển thành Proof of Stake. Trong hiện tượng The Merge sẽ xảy ra trong vòng khoảng chừng là 10 ngày nữa, thì có thể là nhiều người có cái sự kỳ vọng là phần lớn những thợ đào sẽ chuyển qua để mà đào Ethereum Classic. Còn về đồng mà xuống nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua thì chỉ có một đồng nhất mà thôi, đó chính là Helium, xuống 11%, và trong 7 ngày qua Helium đã xuống 33% rồi. Và cái thông tin lớn nói chung ngày hôm nay đó là thông tin liên quan tới Liz Truss. Thì đây là cái người phụ nữ các bạn nhìn thấy trên màn hình đó. Đây sẽ là người trở thành thủ tướng mới của Vương quốc Anh. thì Liz Truss sẽ chính thức được bổ nhiệm vào thứ Ba tuần này, khi mà Thủ tướng hiện bây giờ là Boris Johnson sẽ chính thức tuyên bố từ chức với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Thì lý do tại sao mà Thủ tướng Boris Johnson từ chức đó, thì đây là một cái vụ scandal mà Thuận cũng không có muốn đi sâu vào trong cái video này. Chúng ta chỉ cần biết là Liz Truss sẽ là người thủ tướng mới của nước Anh. Và điều thú vị hơn đó là các bạn thấy trên màn hình, đây là một cái thuyết được chia sẻ bởi Liz Truss cách đây vài năm, năm 2018, ngày 30 tháng 1. Thì trong cái bài thuyết này đó thì Liz Truss chia sẻ là chúng ta nên chào đón crypto một cách không hạn chế tiềm năng của crypto, cho phép các khu vực doanh nghiệp tự do dùng crypto bằng cách là loại bỏ các quy định hạn chế sự thịnh vượng của crypto. Thì các bạn thấy được đây là một cái thuyết rất là ủng hộ sự phát triển của thị trường crypto mà đã được chia sẻ bởi Liz Truss năm 2018, đầu năm đó, khi mà bà ta không có phải là thủ tướng. Các bạn thấy được là bây giờ đó Liz Truss đã trở thành thủ tướng mới của nước Anh rồi. Thì có phải là chúng ta sắp sửa có một thủ tướng mới của nước Anh rất ủng hộ crypto hay là không? Thì điều này chúng ta cũng không chắc đâu các bạn. Các bạn đã thấy là điều thú vị đó là cái tweet này chia sẻ ngày 30 tháng 1 năm 2018. Nhưng mà nào mà đã tham gia thị trường thời điểm đó cũng đã nhớ là tuy là giá của BTC đã đạt đỉnh khoảng chừng là 20.000 lúc đó là cuối năm 2017. Nhưng mà chúng ta được sau đó là có một cái đợt altcoin tăng trưởng rất là mạnh, dài cho đến khoảng chừng là cuối tháng 1 luôn. Thì đây là cái thời điểm rất là sôi động của thị trường crypto. Nhưng mà sau đó các bạn đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Bắt đầu sau đó thì giá cả cứ đi xuống và đi xuống mãi cho đến cuối năm 2018 luôn. Cho nên đây là cái thuyết được chia sẻ lúc mà thị trường vẫn còn tốt, vẫn còn sôi động của cái mùa đó. Chúng ta chỉ hy vọng là Liz Truss vẫn ủng hộ crypto, vì câu nói này đó đã là năm 2018 rồi, không biết là bà ta có bị đu đỉnh được đó hay là không. Nhưng mà mãi đến bây giờ chúng ta vẫn không thấy là Liz Truss có bất cứ một cái chia sẻ gì khác hơn là cái chia sẻ năm 2018. Điều mà các bạn nên hiểu đây đó, cho dù là Liz Truss có thích crypto hay là bây giờ đó lại chuyển qua là không thích crypto, thì tôi nghĩ cũng không có quan trọng lắm đâu. Thường biết là rất nhiều bài báo bây giờ nói về Liz Truss, nhưng mà các bạn nên biết nước Anh bây giờ đang đối đầu với rất là nhiều những cái sự kiện. Chúng ta đã biết là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đó thì ảnh hưởng lớn đối với lại châu Âu hơn là đối với lại Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng đã thấy là nước Anh đó, không giống như là Hoa Kỳ, cái phần trăm lạm phát rất là cao luôn. Chúng ta thấy là kết thúc tháng 7 đó, phần trăm lạm phát là 10.1%. Thì tôi nghĩ là Liz Truss khi mà nhậm chức tuần sau đó thì sẽ có nhiều vấn đề để mà lo lắng lắm. Crypto thường nghĩ là không phải là vấn đề mà ta lo lắng bây giờ đâu. Đây là cái thông tin liên quan đến Liz Truss mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn. Nói chung thì cũng là một cái thông tin tốt nhìn vào cái phương diện tích cực. Và có một điều là các bạn thấy là gần đây có rất là nhiều bot. Thùng biết là Twitter xưa nay bot thì rất là nhiều, nhưng mà gần đây hầu như là bot rất là hoành hành luôn. Các bạn thấy được là mỗi lần Thùng tweet bên dưới này có rất là nhiều những con bot như thế này. Đương nhiên những cái link này các bạn không nên bấm vào. Cũng như là mỗi lần mà Thuận chia sẻ ở trên Facebook đó, thì các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều những cái người mạo danh Thuận Capital để mà kêu các bạn gửi tiền cho họ. Các bạn đừng có tin. Thì nhiều bạn nói là tại sao Thuận không lock những cái con bot này. Thật ra Thuận lock hàng ngày luôn các bạn. Mỗi ngày lock không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà họ dùng máy để mà tạo những chương mục này, cho nên lock hoài cũng vậy mà thôi. Các bạn hãy nhớ một điều là bản thân Thuận đó còn phải kiếm tiền để mà trung bình giá nữa. Thì làm gì mà có tiền dư để mà tặng các bạn crypto. Cho nên các bạn đừng có tin những ai nói là gửi tiền rồi các bạn sẽ nhận lại gấp đôi. Ngoài trừ thông tin tới ra thì trong tuần này đó cũng không có nhiều cái sự kiện lớn. Chúng ta cũng đã thấy đây là sự kiện lớn về tài chính ở Hoa Kỳ đó. Thì chúng ta thấy trong tuần này đã chỉ có vài lời phát biểu đến từ Fed. Giống như là ngày thứ Tư chúng ta có Fed ở Cleveland. Và cũng ngày thứ Tư chúng ta có Phó Chủ tịch là Leo Brenner cũng sẽ có lời phát biểu. Và ngày thứ Năm là chúng ta có Chủ tịch John Powell phát biểu. Và cũng ngày đó chúng ta có Chủ tịch Fed ở Chicago phát biểu là Charles Evans. Thì nói chung là cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Các bạn cũng có thể hiểu là những lời phát biểu của Fed trong tuần này ra cũng sẽ giống như giọng điệu chúng ta đã nghe rồi. Có nghĩa là họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất, cũng không có gì gọi là quá đặc biệt đâu. Theo Thuận là như vậy. Cho nên cũng không có gì gọi là đáng chú ý trong tuần này về cái thông tin tài chính ở Hoa Kỳ. Khi mà có thông tin nào nổi bật Thường sẽ nhất định chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trong tháng 9 này đó, tuy là trong tuần này chúng ta không có nhiều sự kiện lớn, nhưng mà tháng 9 sẽ là một tháng có rất nhiều sự kiện các bạn cần phải quan tâm. Thứ nhất là chúng ta nên biết là chỉ số lạm phát CPI ở Hoa Kỳ đó trong tháng này sẽ có vào ngày 13 Tây. Có nghĩa là chúng ta sẽ biết là chỉ số lạm phát của tháng 8. Các bạn thấy được là một tháng kết thúc rồi chúng ta mới có cái chỉ số lạm phát thống kê cho tháng kế tiếp. thì chúng ta sẽ biết chỉ số lạm phát mới nhất vào ngày 13. Kế đó, điều thứ nhì các bạn cần phải quan tâm đến trong tháng này đó chính là sự kiện Ethereum Merge POS sẽ diễn ra vào ngày 15. Và cái sự kiện lớn đó chính là cái cuộc họp của Fed vào ngày 21. Thì chúng ta biết được là tháng vừa rồi đó Fed không có họp, nhưng mà chúng ta cũng đang nhận được là chỉ số phần trăm lạm phát CPI đã giảm cho Hoa Kỳ tháng vừa rồi. Mặc dù là những nơi khác vẫn chưa giảm, nhưng mà Hoa Kỳ đó chúng ta thấy cái dấu hiệu giảm rồi. Hy vọng là cái chỉ số lạm phát ngày 13 đó của tháng này ở Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục giảm. Thì những điều này sẽ có sự ảnh hưởng đối với quyết định của Fed ngày 21 là họ sẽ tăng và tăng bao nhiêu phần trăm lãi suất. Và điều thứ tư đó, thường để điều thứ ba nhưng mà thường để lộn, đó là điều thứ tư, đó chính là cái cập nhật của Cardano, cập nhật Vasil sẽ diễn ra vào ngày 22. Đây là 4 cái sự kiện lớn mà các bạn cần phải lưu ý đến trong cái tháng này. Còn riêng về Ethereum đó thì chúng ta cũng nhận được cái thông báo đến từ Binance, và thật ra Thuận mới vừa nhận được thông báo đến từ sàn FTX cũng tương tự như là Binance. Thì các bạn nên biết là tuy là cái sự kiện hợp nhất của Ethereum đó sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9, đó là ước tính hiện bây giờ. Nhưng mà trước đó nó có một cập nhật là sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 9, có nghĩa là ngày mai đó. Thì vì cái sự kiện này, tất cả những cái ERC20 token Ethereum hay là Wrapped Ether đó, thì trên sàn Binance sẽ ngưng không cho các bạn nạp hay là rút bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 vào lúc 2 giờ UTC. Thì thật ra chỉ còn vài tiếng nữa thôi lúc mà Thường đang làm video này đó, để các bạn nắm được thời gian. Thì lúc Thường đang làm video này đó là 2 giờ 53 chiều giờ Cali, có nghĩa là ở Việt Nam đó là 4 giờ 53 sáng. Còn về giờ UTC đó là 9 giờ 53 tối, nghĩa là còn khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa là sẽ không cho nạp rút. Nếu như tính theo giờ Việt Nam đó các bạn cộng 4 tiếng có nghĩa là 9 giờ sáng. Còn giờ Cali đó các bạn cộng 4 tiếng có nghĩa là 7 giờ tối. Và đương nhiên họ nói ngày 6 tháng 9 tại vì ngày 6 tháng 9 sẽ có một cái cập nhật trước khi mà có cái hiện tượng nằm mơ xảy ra ngày 15. Cho nên họ sẽ ngưng không cho nạp rút, và sàn FTX cũng tương tự như vậy. Trading thì vẫn ok nhưng mà chỉ không nạp rút được mà thôi. Và đương nhiên nó ảnh hưởng đến ERC20, Ethereum và những cái đồng Wrapped Ethereum luôn. Và cũng sàn Binance họ cũng ra một cái thông báo là nếu như các bạn lưu trữ những đồng ổn định như là đồng USDC của công ty Circle, đồng USDP và đồng TUSD, những đồng ổn định này thì sẽ được chuyển thành đồng BUSD, có nghĩa là đồng Binance USD trên sàn của Binance, và sẽ tự động chuyển vào ngày 29 tháng 9. Thì lý do tại sao mà họ lại đổi hết những đồng này thành đồng BUSD thì tại vì Binance đã ra quyết định là họ muốn hỗ trợ trading tính thanh khoản tốt hơn, cho nên những đồng định này đã chuyển hết qua thành BUSD để có cái tính thanh khoản tốt hơn cho những cái cặp ở trên sàn Binance, và sẽ tự động chuyển vào ngày 29 tháng 9. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Binance có phải là sẽ không hỗ trợ USDC hay là USDP nữa hay không? Hay là TUSD thì không phải đâu. Họ nói là nếu các bạn nạp đồng USDC hay là USDP hay là TUSD thì ba đồng này đó khi các bạn nạp vào sẽ tự động chuyển thành BUSD. Khi mà các bạn rút đó thì các bạn có thể lựa chọn là các bạn muốn rút ra thành đồng nào. Cho nên họ vẫn hỗ trợ nạp rút, nhưng mà khi mà các bạn nạp lên thì sẽ tự động chuyển qua. Khi mà rút về thì họ sẽ tự động chuyển lại tùy theo là các bạn muốn rút về đồng nào. Đó là cái thông báo của sàn Binance. Bây giờ các bạn vẫn có thể tự đổi qua thành BUSD, nhưng mà nếu các bạn tự đổi qua BUSD đó thì các bạn sẽ không thể đổi ngược trở lại được. Đó là thông báo đến từ sàn Binance. Nói chung thì các bạn cũng không cần làm gì hết nếu như bạn đang lưu trữ những đồng này, và các bạn có thể rút những đồng này về ví được. Và chúng ta cũng đã nhớ là tuần vừa rồi đó chúng ta nghe nói tới Samsung thì muốn thâm nhập sâu hơn vào crypto. Hôm nay chúng ta lại nghe công ty LG cũng có quyết định tương tự, và LG nói là cũng tương tự như là Samsung thì họ sẽ cung cấp một cái chợ NFT trên cái TV thông minh của họ. Và họ sẽ có một cái chợ NFT có tên là LG Art Lab. Thì hiện bây giờ theo đường hiểu là tới ngày 22 tháng 9 thì chúng ta mới có thể là giao dịch trên đó được. Bây giờ thì vẫn chưa có gì hết. Nhưng mà điều mình không hiểu ở đây là tại sao những công ty muốn có NFT trên TV thông minh, thường nó những ứng dụng trên TV thông minh thì cũng không phải là nhiều người dùng lắm. Đó là điều mình thường không hiểu ở đây, nhưng mà các bạn thấy được là LG, Samsung đều muốn tiến tới để có thể cung cấp dịch vụ NFT trực tiếp trên TV. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta